Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Hôm nay có một tin cực vui dành cho các bạn đây. Như vậy, sau một thời gian chờ đợi, bộ phim Tinh Thần Biến đã chỉnh sửa và nâng cấp hình ảnh xong xuôi. Rất nhanh, nhà sản xuất đã công bố lịch chiếu trở lại và không biết thời gian công chiếu cũng như nội dung trong diễn biến từ tập 10 tới tập 28 sẽ có gì. Vậy thì hãy theo dõi hết video này để biết thêm chi tiết các bạn nha. Đầu tiên, mở đầu tập 10, Tần Vũ sau khi rời khỏi Khương Lan giới, anh ấy đang ngay lập tức đi tìm hai người huynh đệ của mình. Và rất nhanh, được sự chỉ dẫn của Mông Hoành, Tần Vũ đã liền tới chỗ của Ngưu Ma Hoàng để hỏi về tung tích của Hầu Phí. Tại đây, Tần Vũ đã gặp lại Man Càn và giao chiến một trận khá ác liệt. Sau đó, trải qua một hồi giao lưu võ thuật, Tần Vũ đã được Man Càn đón tiếp rất nồng nhiệt. Không chỉ vậy, tại nơi ở của Man Càn, Tần Vũ còn gặp được ba huynh đệ Sử Tín cũng ở đó. Bởi vậy, nhờ cảm ứng của ba huynh đệ, Tần Vũ đã mờ mờ đoán ra được hiện tại Hắc Vũ có vẻ như đang bị truy sát. Điều này làm Tần Vũ vô cùng lo lắng. Và rất nhanh, sau khi gặp được Ngưu Ma Hoàng, Tần Vũ đã biết được Hầu Phí đang ở truyền thừa cấm địa của Viên Hầu tộc. Bởi vậy, ngay lập tức, Tần Vũ đã liền cùng Ngưu Ma Hoàng đến truyền thừa cấm địa để gặp Hầu Phí. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, sau trận chiến lúc trước bị Ngao Vô Hư đánh trọng thương, Vũ Hoàng cũng đã đột phá cửu cấp tiên đế. Bởi vậy, tiếp theo đây, sóng gió sẽ lại đến với Tần Vũ. Còn Tần Vũ trong lúc đó, anh ấy cũng đã tới được chỗ của Đại Viên Hoàng. Sau đó, ông để dẫn Tần Vũ đi gặp Hầu Phí. Tuy nhiên, sau khi Tần Vũ tới, Hầu Phí lúc này vẫn đang trong quá trình truyền thừa. Bởi vậy, Tần Vũ muốn gặp Hầu Phí phải tự mình đi vào truyền thừa cấm địa và chiến đấu một trận sinh tử ở bên trong đó. Và thật may mắn, ở bên trong cấm địa, hai huynh đệ đã gặp lại nhau. Tuy vậy, họ cũng bị hộ vệ bên trong cấm địa đánh cho thê thảm. Thế nhưng, cho dù là như vậy, chỉ cần gặp lại nhau, hai huynh đệ đều vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, sau khi hỏi thăm nhau vài điều, hai người đã liền rời khỏi truyền thừa cấm địa và đi tới Phi Cẩm Nhất Tộc để tìm tung tích của Hắc Vũ. Thế nhưng, tin tức này rất nhanh đã đến tai Vũ Hoàng và Huyền Đế. Bởi vậy, bọn họ đang ngay lập tức tính kế với hai huynh đệ. Cũng bởi vậy, ngay khi Tần Vũ và Hầu Phí còn đang mải tìm tung tích của Hắc Vũ, bọn họ đã liền bị Huyền Đế và Vũ Hoàng vây công. Bởi vậy, bị đánh bất ngờ, Tần Vũ đã liền bị thương nặng. Chưa kể chuyện này, Hầu Phí nổi giận. Ngay lập tức, hắc bổng trong tay đã liền hóa lớn, tỏa ra khí thế cuồng mãnh, lao về phía hai người kia và chiến đấu với bọn chúng. Thế nhưng cuối cùng, trong quá trình giao chiến, Long Hoàng lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, lấy lực lượng cường đại, một mình cân hai, chỉ một chiêu, ông ta đã đánh bại Vũ Hoàng và Huyền Đế cứu nguy cho Tần Vũ một mạng. Cũng bởi vậy, ân tình của Long Hoàng với Tần Vũ là rất lớn. Chính vì vậy, anh ấy đã giúp ông cùng với con mình đoàn tụ. Cuối cùng, giúp Long Hoàng cùng Vô Hư gặp lại nhau. Sau đó, Tần Vũ cũng liền cùng với Hầu Phí tiếp tục lên đường tìm Hắc Vũ. Và rất nhanh, trải qua chặng đường dài, cuối cùng Tần Vũ cùng Hầu Phí cũng tìm được Hắc Vũ. Thế nhưng, đúng vào lúc hai người nhìn thấy Hắc Vũ, lúc này anh ta lại đang bị ba cao thủ đế cấp vây công vô cùng gắt gao. Bởi vậy, tính mạng lúc này đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng cũng rất may, đúng vào lúc đó, Tần Vũ cùng Hầu Phí đã xuất hiện, sau đó chiến đấu với đám người kia một phen và giải vây cho Hắc Vũ. Lúc này, sau khi cứu được Hắc Vũ, ba người lại cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bây giờ, họ mới biết, những năm qua, kể từ sau khi phi thăng, Hắc Vũ bị truy sát và chạy trốn cực khổ đến thế nào. Tuy vậy, trong thời gian đó, Hắc Vũ cũng đã có được cho mình một vị thê tử, đó chính là Bạch Linh, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, tộc của Bạch Linh đã bị Phi Cẩm Nhất Tộc tiêu diệt. Bởi vậy, vì muốn cứu sư tỷ của Bạch Linh, mọi người đã quyết định bế quan tu luyện. Và cũng trong thời gian đó, từng người cũng đã có đột phá. Thậm chí, Hắc Vũ còn có cho mình một tiểu nữ nhi vô cùng kháu khỉnh. Cứ vậy, nghìn năm trong Khương Lan giới trôi qua nhanh như cơn gió. Khi trở ra, cả ba người thực lực đều đã có thể đánh ngang ngửa ba cấp yêu đế. Bởi vậy, họ đã quyết định sẽ đánh tới trung tâm của Phi Cẩm Nhất Tộc và kế tiếp, một cuộc chiến kinh khủng lại nổ ra. Có thể nói, với những diễn biến tiếp theo vô cùng hấp dẫn, cùng với sự đổi mới và nâng cấp đồ họa nét đến từng chân tơ kẽ tóc, theo mình đánh giá, đây sẽ là sự trở lại đáng chờ đợi phải không các bạn? Và cũng giống như các tập trước đó, Tinh Thần Biến sẽ công chiếu mỗi tuần một tập vào thứ hai hàng tuần. Lịch chiếu trở lại sẽ là ngày 1 tháng 5 năm 2023 các bạn nha! Liệu rằng, những thông tin vừa rồi có làm các bạn hài lòng không nhỉ? Và để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về hoạt hình 3D, hãy theo dõi kênh mình thường xuyên các bạn nha! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!